Xin chào mọi người, nhất là những người tuổi Tý. Đây là video clip mình sẽ làm về vận hạn của tháng 5 âm lịch, tháng Mậu Ngọ đối với năm Mậu Tuất 2018 đối với tất cả những người tuổi Tý. Thì rất không may cho những người tuổi Tý thì tháng này có thể nói là một tháng gọi là lục xung đối với người tuổi Tý, và nhất sẽ có rất là nhiều khó khăn đối với những người mà nhâm Tý và những người giáp Tý. Thì để xem khó khăn đến mức nào và nó có những cái điều gì mà không tốt để mà nói như vậy. Thì rõ ràng đó là người tuổi Tý thì năm nay cả năm thì cũng không có phải gì là một năm khó khăn. Tuy nhiên mà rơi vào tháng này thì sẽ rất là có nhiều điều mà cần phải nói, vì tháng này có thể nói là tháng lục xung, một trong những tháng không tốt nhất của người tuổi Tý. Rồi. Đầu tiên hết thì mình sẽ xét cho những người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948, gọi là thương nội chi trư, chuột trong kho ha. Chuột ở trong kho có mệnh là tích lịch hỏa. Rồi sẽ xem coi là tích lịch hỏa này sẽ bị như thế nào ở trong cái năm của tháng Mậu Ngọ này. Thì đầu tiên hết là về mạng, thì người Mậu Tý thì mệnh hỏa, cho nên là gặp tháng Mậu Ngọ là tháng hỏa, cho nên là đồng hàng, không có việc gì xảy ra về mặt sức khỏe, thậm chí là có nhiều điều tốt đẹp. Thiên can thì chữ Mậu đồng hàng giống nhau, cùng là chữ Mậu mà, công việc dễ dàng, nếu có khó khăn thì vượt qua một cách rất là nhẹ nhàng. Tuy nhiên là địa chi thì không tốt đẹp, Ngọ với Tý là thuộc nhóm lục xung. Mà lục xung là sao? Là sự mô tả đối chọi, chống đối nha. Như vậy thì rõ ràng là về mặt địa chi, về mặt gia đạo và tình cảm thì có nhiều vấn đề. Các bác này thì sinh năm 48 thì đa phần là nghỉ hưu, đa phần an hưởng tuổi già, mà cái địa chi không có tốt đẹp, tức là về mặt gia đạo và tình cảm của gia đình họ có nhiều xào xáo, thì rõ ràng là điều rất là buồn phiền ha. Hy vọng rằng là nó không quá lớn lao mà nó chỉ nhỏ nhỏ thôi, để cho các bạn nó có cái gì đó gọi là vui vẻ trong cái ngày tháng tuổi già. Rõ ràng với cái lục xung của địa chi, nó không những ảnh hưởng đến gia đạo, nó còn ảnh hưởng đến một chút tới công việc. Nhưng mà công việc thì các bác là không còn làm rồi, đa phần là nghỉ hưu rồi, cho nên là ok, không có việc gì. Rồi đến tiếp theo là những người tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Người ta gọi là lương thượng chi thử, là chuột mà trên xà đó, mệnh là bích thượng thổ. Nam mạng thì có sao Thái Dương may mắn, danh lộc tốt. Nữ mạng thì rơi vào sao Thổ Tú, rối rắm lo buồn. Một cái nam thì hạn Thiên Lang, tinh thần bất an. Nữ thì hạn Diêm Vương, dễ sanh bệnh đường máu huyết. Vận niên thì hổ giống thiên, cọp ra oai, cho nên là cũng ok. Thiên can giữa Canh với chữ Mậu thì tự chủ bình hòa, nhưng mà Canh thì hành kim, Mậu thì hành thổ, cho nên gọi là tương sinh về nạp âm ngũ hành của thiên can, dễ sinh tài lộc ha. Rồi xét cho cái tháng này đối với người tuổi Canh Tý nó như sao. Người mệnh thổ gặp tháng hỏa là tương sinh bổn mệnh. Bổn mệnh được tương sinh thì các tinh quân và tài tinh sẽ được hưởng lợi rất là tốt cho cái việc công việc và cuộc sống. Thậm chí là bổn mạng mà được tương sinh này thì rõ ràng là các tài tinh khi đó, phúc tinh sẽ được hưởng lợi, và đặc biệt nó sẽ khống chế lại cái phá và bại tinh, làm cho cái vận hạn của mình, cái tử vi của năm Mậu Tuất này đối với người của Canh Tý nó sẽ ok. Đối với cái tháng này nó sẽ ok ha. Thiên can thì chữ Canh, chữ Mậu thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Tuy nhiên về mặt nạp âm ngũ hành thì Canh kim, Mậu thì thổ, cho nên là Mậu tương sinh kim về mặt nạp âm ngũ hành, công việc dễ sinh tiền tài, nhưng do là nạp âm ngũ hành tương sinh chứ không phải là tử vi tương sinh, cho nên là hy vọng mà nó mà đem lại tiền tài to lớn thì không phải, nhưng mà không có thất bại, có được rồi. Đối với người Canh Tý có tiền là được rồi, đúng không? Địa chi thì cũng giống như những người tuổi tuổi Tý khác, thuộc lục xung,
À, mà lục xung thì biết rồi, nó sẽ có rắc rối về gia đạo, tình cảm và có thể là buồn phiền. Như đã nói, người Canh Tý thì năm nay dễ có chuyện buồn về con cái. À, tuy là có cái nam có sao Thái Dương, nhưng mà nữ thì đặc biệt là dính sao Thổ Tú, rối đắm lo buồn. Mà gặp địa chi lục xung thì rõ ràng là sẽ không có tốt đẹp lắm, nhất là phần gia đạo. Cho nên là các anh các chị thì nó cần cẩn thận hơn ha. Rồi tiếp theo là người Nhâm Tý, à, sinh năm 1972. Vốn dĩ người Nhâm Tý thì cả nam lẫn nữ thì đều có những sao hạn không tốt năm nay, đó là nam dưới sao Thổ Tú rối rắm nạn tai, mà nữ thì sao Vân Hớn tai tiếng rối ren. Người Nhâm Tý thì mệnh mộc, à, người ta còn hay gọi là sơn thượng chi thử. Mà người mà mệnh mộc này á, gặp tháng hỏa, đối với là tháng năm Mậu Ngọ này á, thì mộc sinh hỏa, bản mệnh sinh xuất, sức khỏe yếu cần cẩn trọng. À, rồi á, đúng không? Thiên can á, là chữ mậu khắc chữ nhâm, thiên can khắc tháng, tháng khắc thiên can, công việc dễ gặp điều không tốt, ha, tốn tài dễ lâm vào bế tắc. Đặc biệt là người chữ nhâm tý này á, thì cả năm nay là rơi vào chữ mậu, mậu nó khắc nhâm rồi, bản thân cả năm đã có khó khăn không tốt gì trong công việc, rồi gặp tháng này cũng là tiếp tục cái chữ mậu nữa, cho nên là đặc biệt khó khăn, dễ lâm vào bế tắc, dễ rơi vào cái chuyện mà không có tiền tài. Rồi địa chi ngọ tỵ tý là thuộc nhóm lục xung, mô tả cái sự chống đối lẫn nhau ở trong cái gia đạo như vậy, đúng không? À, bản mệnh thì bị sinh xuất, các cái tinh quân, các tài tinh, các phúc tinh và tài tinh thì bị sinh xuất đi, thì nó yếu đi. À, thiên can thì mậu khắc nhâm, mà thí dụ như ở ở trong toàn năm mà mình có ngũ hợp của thiên can đi thì đỡ đi, cũng hay chơi hai chữ mậu khắc luôn hai chữ nhâm của mình, đúng không? Rồi địa chi thuộc lục xung nữa thì thực sự là cực kỳ khó khăn đối với người tuổi nhâm tý. Ha, đối với các anh nam tuổi nhâm tý thì mình khuyên luôn là như vậy, các anh nam này nam nhâm nữ quý, thường mà nam nắm chữ nhâm thì sướng thân ha, ít có cực khổ, và đặc biệt mà sướng thân thì hay chơi bời, hay rượu chè cờ bạc. Nhưng mà tháng năm này là tháng cú cúp ha, người nào xấu thì mình sẽ nói xấu, nhâm tý này thì đừng nên dính vô nếu không muốn trắng tay ở trong cái kỳ World Cup này. Cho nên là mình thì hình như là mình biết là mình có xem mấy ngày rồi, mình thấy thì hình như là kèo trên chết nhiều, mà hình như là người Việt Nam là 95% là thích kèo trên. Cho nên là bữa giờ chắc là mình nghĩ mấy anh nhâm tý thì cũng tè tua lắm rồi, mấy anh tự hiểu lấy ha, xui xẻo hay là như thế nào đó thì mình không biết, nhưng mà có thể là do cái tháng của mình nó kéo luôn người khác thôi, thì ráng đi ha. Rồi tiếp theo đó là người Giáp Tý, ốc thượng chi thử, chuột ở trên nóc nhà, mệnh là hải trung kim. À, mình đã nói rồi ha, năm nay đối với nam mạng thì có thái âm, mà nữ mạng thì có thái bạch, thì rõ ràng cũng có những điều tốt đẹp riêng của nó. Riêng mà nữ thì thái bạch thì quét sạch cửa nhà, tuy nhiên mà thái bạch thì nó thuộc hành kim, đối với người mà bệnh kim thì nó cái phát huy tác dụng với chữ giáp tý này là không có nhiều lắm đâu, cho nên cũng đừng có quá lo lắng. Xét thử xem coi thử đối với cái tháng Mậu Ngọ này thì như thế nào đối với người giáp tý. À, thì tháng Mậu Ngọ là một tháng hỏa, giáp tý là kim, như vậy là hỏa khắc kim. À, bản mệnh bị tương khắc, dễ sinh vào rối rắm ha, bế tắc, sức khỏe cần đề phòng. À, khi mà hỏa nó khắc kim này thì đặc biệt luôn các tinh quân, phúc tinh, tài tinh ha, phúc đức, thiên đức hay là hóa lộc gì đó thì sẽ bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng, cho nên là cần cẩn thận ha. Nó sẽ kéo theo luôn cả cái việc cuộc sống. Thiên can chữ giáp nó khắc chữ mậu, à đây là ngược lại, thiên can tương khắc tháng thì nó dễ sinh xấu cho công việc, dễ gặp chống phá, cẩn thận tiểu nhân đâm sau lưng. Thì rõ ràng như vậy là đối với cái thiên can chữ giáp này, không những là nó chữ mậu này nó là năm mậu tuất, cả năm mình bị giáp khắc mậu rồi,
giờ mình vô tháng của giáp khắc mậu, mà tháng này là mình bị hỏa nó đốt. Dù rằng mình là các em các giáp tý rằng là các em là về hải trung kim, kim ở dưới nước cho nên lửa đốt cũng đỡ, nhưng mà nên nhớ rằng tháng 5 với tháng 6 năm nay là tháng cực hỏa của năm Mậu Tuất 2018, vốn là cái năm can mậu thực dương ngũ hành hợp hỏa nên hỏa sẽ vượng, đặc biệt do cái tháng 5 tháng 6 này hỏa nó rất là lớn thì nó nấu nước, nấu riết nước, nó bốc hơi, nó cũng tới phiên mình bị cháy. Mà gặp cái tháng như vậy nữa thì rõ ràng là giáp khắc mậu nữa thì tại là đúng rồi. Ngọ Tý thuộc nhóm lục xung. Lục xung là sao? Mô tả sự chống đối, đối chọi lẫn nhau, gia đạo cũng không yên. Hay rõ ràng thôi, thí dụ giống như mà các em mà nam mà giáp Tý, thí dụ tháng này mà cứ dính vô World Cup, cứ đi đi cái nhà, đi cái xe thì hỏi làm sao gia đạo nó không lục xung ha. Cho nên là nếu như các em không có lo vào phần công việc thì tháng này cũng không phải là tháng tốt đẹp. Là anh thì anh sẽ không bao giờ để những cái việc lớn xảy ra trong tháng này, ký kết hợp đồng hay là những cái việc gì đó to lớn thì anh sẽ tránh những cái tháng này. Còn mấy cái em nam mà lỡ mà dính vô World Cup thì tháng này em anh bảo đảm với em là tổng hợp World Cup là chỉ có mất cái nhà, còn không mất cái xe, chứ không có được cái gì đâu. Đừng mơ mộng ha, mình đừng nghĩ là mình giáp Tý đứng đầu thiên can, đứng đầu địa chi là có sự may mắn. May thì đã đâu may, còn tháng này thì không may đối với các em đâu ha. Cho nên là các em cần cẩn thận, nếu không là mệt mỏi đó. Các em nữ thì đặc biệt những sao Thái Bạch, vốn dĩ sao Thái Bạch nó đã không tốt rồi, đúng không? Gặp cái tháng như vậy nữa thì đặc biệt dễ sinh tài, dễ sinh hao tài và sức khỏe cũng có vấn đề. Cho nên là đối với người giáp Tý thì thật sự là tháng này mình nên ở yên chỗ, đừng đi đâu hết, cho nên không là có chuyện. Rồi tiếp theo là người Bính Tý sinh năm 1996, gọi là điền nội chi thử, chuột ở trong ruộng, mệnh là giáng hạ thủy. Nam mạng có sao Thái Dương tốt đẹp, nữ mạng thì có sao Thổ Tú rối rắm tranh chấp. Như vậy xét với tháng 5 Mậu Ngọ thì mạng thủy khắc hỏa, bản mệnh khắc tháng cần phòng bệnh nhẹ, bổn mạng có chút khó khăn, thiên can Mậu Bính thì không xung không hợp, rạn hết cân bằng tự chủ. Tuy nhiên là ngũ hành đó, là Mậu thuộc Thổ, Bính thuộc Hỏa, cho nên là thuộc dòng tương sinh, hỏa sinh thổ, công việc dễ sinh tiền tài nhưng không quá to lớn. Địa chi thì cũng như từ những cái tuổi tí khác thuộc nhóm lục xung, dễ có chuyện buồn phiền về gia đạo, về tình cảm. Thì các em Bính Tý thì còn nhỏ, chắc là mình nghĩ rằng là chủ yếu là bồ bịch ha, chưa có xây dựng gia đình nhiều, thì cái việc mà gây gỗ buồn phiền với lại bạn trai hay là bạn gái thì chuyện đó rất là bình thường. Đặc biệt đó là với cái hạn tóm tập va vấp, bị va vấp và trở ngại thì nam tháng này dễ gây gỗ với người yêu lắm, cho nên là cần cẩn thận. Như vậy là mình đã tổng hợp xong tử vi của tháng Mậu Ngọ, tháng 5 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018, với nhiều, rất là nhiều trắc trở cho người Nhâm Tý và người Giáp Tý. Hai người này cần cẩn thận nhiều điều nếu không muốn là trắng tay ở trong cái tháng 5 âm lịch này. Đặc biệt là các người nam đừng dính vào cái chuyện đỏ đen ở trong cái tháng World Cup, với cái nhiều cái điều xung khắc như vậy thì rõ ràng là mình sẽ không tốt đẹp đâu, đừng có cố gắng. Còn những người tuổi Tý khác thì có vẻ là tốt đẹp hơn, nhưng mà phần gia đạo, phần tình cảm trong cuộc sống sẽ bị lục xung, đó là phần địa chi. Tý Ngọ thì lục xung sẽ kéo theo nhiều điều có thể nói là không tốt đẹp cho gia đạo, cho tình cảm. Cho nên là nếu như có gặp trúc trắc trục trặc, có gặp những điều xung khắc ở trong gia đạo thì mình nên nhịn nhục cho nó qua cái tháng này trong cách êm đẹp, một cái tháng gọi là lục xung đối với địa chi. Mọi người tuổi Tý xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ để nhiều người tuổi Tý khác được biết mà ứng dụng vào cái tháng lục xung này, vượt qua nó một cách nhẹ nhàng. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ, có thể là vận hàng tử vi của tuổi của mình hoặc người thân cho những tháng tiếp theo của năm Mậu Tuất 2018, cũng như là tử vi phong thủy của tất cả các cái khía cạnh khác nữa trong cái cuộc sống. Rất vui vì mọi người đã chú ý đón xem.
hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.